Rất xin chào tất cả anh em Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp về một chiếc máy sở hữu con chip đó là 7 cộng Gen 2 Có một cái hiệu năng rất là ngon Và trong tầm giá là hơn 5 củ ấy, Thì đây cũng là một trong những chiếc máy mà rất nhiều anh em đang yêu cầu nhé Và mình cũng mua từ một cái shop mà rất là quen thuộc thôi Chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp thử xem xem là sản phẩm này Nó sẽ như thế nào nhé Rồi đây Chiếc máy mà anh em đang mong ngóng mình đã áp một cái mã voucher vào và nó còn lại là 5 triệu 160 nghìn Đấy. có lẻ một chút nhé và với phiên bản này thì mình đặt đó là phiên bản RAM 8 ROM là 256GB cũng khá khá lâu rồi thì mình mới đặt bằng tiền mặt nhé bởi vì là tiền trong thẻ đã hết rồi tiền trong thẻ tín dụng đó nên là mình mới đặt bằng tiền mặt như thế này nói chung rằng là đặt quá nhiều nên là hết cả tiền trong thẻ đến tiền ngoài bây giờ cũng hết rồi chúng ta sẽ thử cùng nhau mở hộp xem Đây, và sản phẩm mà mình nhận được này đã được bóc seal rồi anh em ạ. Đó, đã được bóc seal nhé. Chắc là shop bóc seal ra để uh, cài tiếng Việt. Kèm theo trong hộp là một chiếc ốp nhựa dẻo trong này. Bên dưới thì sẽ có một củ sạc 67W mới con, một sợi cáp sạc tai si. Ok. Đến với nhân vật chính. Một chiếc máy màu đen. Ừ cầm nó khá là nhẹ anh em ạ có những cái đường tia ánh sáng này óng ánh khá đẹp đúng không phía đằng sau sẽ có ba ống kính ống kính chính có thông số cao nhất là 64 mươi thiết kế của nó hoàn toàn là bằng nhựa nhé đó nhựa cứng khá là chắc chắn đã lên và ở đây thì chúng ta sẽ không cần phải là cài đặt thông tin gì cả mà nó sẽ vào màn hình chính luôn thông tin của máy này đang chạy trên phiên bản MIUI đó là 14 14.0.23.0 này Dung lượng pin là 5000mAh Bộ vi xử lý là Snapdragon 7 cộng Gen 2 Quá ok đúng không nào RAM là 8GB cộng với lại 3GB RAM ảo Màn có kích thước là 6.67 inch AMOLED Độ phân giải là Full HD cộng Máy ảnh cam trước là 16 mp này Cam sau có thông số là 64 mp 8 mp cộng 2 mp Thông tin rất là chi tiết luôn Và cái phiên bản ROM quốc tế của nó có tên cụ thể là Poco F5 nhé Còn thì phiên bản nội địa kia thì nó có tên là Redmi Note 12 Turbo vân tay của nó thì sẽ được đặt ở cạnh hông nhé hiện đại hơn thì mình thích nó ở bên trong màn hình như đối với chiếc Redmi Note 13 vừa rồi Đấy, nhưng mà ở đây thì nó đặt ở cạnh hông kiểu cảm giác như là nó không thực sự xin sò lắm đúng không? Vân tay cạnh hông này thì rất nhanh rồi thoải mái nó sẽ gắn được hai nano sim nhé và không gắn thêm được thẻ nhớ đâu rồi sau một vài ngày mà sử dụng cũng như là test về chiếc máy ấy, thì mình sẽ đưa ra những cái số liệu để anh em cũng sẽ cùng nhau tham khảo nhé. Đầu tiên đó là về cái phần thiết kế cũng như là ngoại hình của máy ấy, thì mình cầm khá là ôm tay bởi vì là nó sẽ có một cái thiết kế bo cong chứ không phải phẳng lì giống như chiếc Redmi Note 13. Nhưng mà mình không thích ở một chỗ đấy là gì? Cảm biến vân tay ở cạnh hông. Đó, tốc độ thì vẫn rất là nhanh. Thế nhưng mà thực tế thì mình thích trải nghiệm với cái vân tay trong màn hơn nhé. Đấy là quan điểm cá nhân thôi. Phía bên trên của máy chúng ta vẫn sẽ có một cái cổng hồng ngoại để à, sử dụng những cái tiện ích ví dụ như là điều khiển những cái thiết bị ngoại vi còn về mặt màn hình của nó thì với một cái trải nghiệm ở trên tấm đèn AMOLED này ấy, Thực sự rằng là cái màu sắc của nó cho ra cũng khá là nịnh mắt Độ nổi khối thì tốt hơn so với lại trên chiếc Redmi Note 13 Mặc dù thì cả hai tấm đèn đều là AMOLED nhé Còn gần như là độ sáng giữa hai máy là tương đương nhau thôi Khi mà mình mang ra ngoài trời Còn đối với màn hình này khi mà nó hỗ trợ lên đến 120 hẹp Thì thực sự rằng rất là nhanh mượt Đó, Rất ok nhé Về phần sim sóng ở đây Nó nhận sim rất nhanh cũng như là cái phần loa thoại của nó nghe khá to luôn nhé. Đó, cùng với đó thì nó có mức độ trầm ấm, không bị chói tai đâu khi mà mình mở mắt lên. Về loa ngoài Về phần loa ngoài trên thiết bị này, hỗ trợ là loa kép nhé. Và khi mà mình mở cái phần đó là Dolby Atmos này lên, thì nó sẽ có một cái mức độ nó dày hơn, cũng như là nghe nó vang hơn. Mặc dù vậy thì mình vẫn không đánh giá cao trên thiết bị này là loa hay đâu. Bởi vì là cái mức độ check của nó vẫn khá nhiều. Và cái sự tách bạch giữa âm check và âm bass thì nó chưa thực sự rành mạch. Âm thanh thì mình sẽ đánh giá là ở mức trung bình khá thôi. Về camera của máy ấy, thì chúng ta sẽ nhìn về phần giao diện này, chuyên nghiệp. Khi mà vào phần này chúng ta mới bật lên được là 64 mê nhé Còn đối với chất lượng bình thường của nó là 16 m. Đó, giao diện từ trái qua phải này Video ảnh chân dung ban đêm và thêm Trong phần thêm này thì có một cái phần giao diện uh, những cái tính năng mới nữa Phần chất lượng ảnh chụp cũng như là quay video Anh em sẽ tham khảo ở đây Về màu sắc giữa các ống kính góc rộng, góc thường và góc cận Thì nó khá là tương đồng thôi Chi tiết tốt đấy, thế nhưng mà màu thì hơi bị xỉn Nếu mà nó tươi sáng hơn nữa thì đẹp HDR thì làm việc chưa ngon Chụp cận với độ xóa phông thì tốt, màu sắc cho gian định mắt hơn. Khi mà chuyển sang chế độ chụp thiếu sáng, giữa bật chế độ chụp ban đêm mới lại không bật thì nó chênh lệch không nhiều nhé. Về chụp ảnh camera selfie phía trước với chất lượng là 16 m thì độ chi tiết vẫn tốt. Thế nhưng mà về màu sắc thì mình cũng không đề cao bởi vì là nhìn mặt thì hơi xỉn, cũng như là mức độ cà da chưa thực sự ngon. Mặc dù thì mình đã bật HDR lên rồi thế nhưng mà một vùng kéo sáng của nó, mức độ chênh lệch giữa sáng và tối vẫn khá là rõ ràng. Đối với camera selfie phía trước của Redmi Note 12 Turbo thì chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn đó là 720p 30 khung hình trên dây 1080p với 30 hoặc là 60 Ở đây thì mình đang quay bằng chất lượng cao nhất đó là 1080 60 nhé Màu sắc thu được này Mình thấy rằng là nó có hơi có một lớp phủ xương nhẹ ở cam trước nhé nếu mà chúng ta quay còn chụp thì rất là rõ ràng rồi Còn đây là phần quay của ống kính camera sau Cao nhất đó là 4K 30 không hình trên dây Có thêm những cái sự lựa chọn ví dụ như là Full HD 30 và 60 Hoặc là 720p thì là 30 fps nhé Bây giờ thì mình đang quay bằng 4K 30 đó, khi mà lia thì khung hình của nó cảm giác xem ấy, preview là hơi bị giật bầu trời này cây này còn về hiệu năng ấy thì cực kỳ là ngon rồi với con chip đó là 7 gen 2 hỗ trợ 5G luôn nhé chúng ta sẽ cho ra được một cái điểm số đó là 1 triệu 141.896 điểm và điểm số CPU cũng như GPU này quanh ngưỡng nó là 350.000 điểm khi mà chơi game mình thấy rằng là chiếc máy này cũng không tỏa quá là nhiều nhiệt lượng đâu và đối với những cái tác vụ hàng ngày khi mà chúng ta lướt mạng xã hội, ví dụ như là Messenger, nhận cuộc gọi, tin nhắn, các kiểu ấy, thì mình thấy rằng là với cái bản ROM quốc tế này, mức độ delay ấy, nó sẽ chỉ xoay quanh ngưỡng là 1 đến 2 giây thôi. Mình sẽ tắt hết đa nhiệm đi. Ban đầu thì mình sẽ nhắn tin thử nhé. Đó. Mà ở đây ấy, thì hiện tại là mình đang dùng là 4G của Vina. Còn đây là mình đang dùng mạng là Wi-Fi. Được không nào? ngắn này. Đó, mức độ delay của nó thì chỉ xoay quanh ngưỡng là 1 đến 2 giây thôi. Còn bây giờ là gọi điện thử xem xem là cái camera của nó có nét hay không nhé. Đây. Thông qua cái chất lượng video cô như vậy thì mình thấy rằng là cái màu sắc cho ra ở trên thiết bị này ấy, thì nó hơi vàng hơn một chút so với lại trên cái chiếc LG đúng không? Còn về mức độ chi tiết cũng khá là rõ ràng thôi. Và trong cái quá trình sử dụng chiếc máy này ấy, mình thấy rằng viên pin của nó 5.000 khá trâu đấy. Nếu mà để qua đêm ấy, thì nó sẽ chỉ mất là 3% pin thôi. Còn chi tiết hơn đối với những cái tựa game thì chúng ta sẽ có bài test trong những video sau nhé. Bên cạnh đó nếu mà chúng ta sử dụng hết pin ở trên chiếc máy này thì chúng ta sạc cũng rất là nhanh với một cái tốc độ sạc hỗ trợ lên cao nhất là 67W. Chỉ loanh quanh tầm ngưỡng là gần 40 phút thôi thì chiếc máy này đã đầy pin 100% rồi. Rất nhanh. Vậy là sau 20 phút tính từ lúc thời điểm là 10 giờ 12 hiện tại nó đã lên là 77% nhé. Sau 20 phút nó tăng thêm được là 60% pin. Vậy thì tổng kết lại đối với những anh em nào mà có nhu cầu về một cái chiếc máy cầm gọn nhẹ, pin trâu, rồi thì sạc nhanh, cùng với đó là một cái mức độ hiệu năng cực kỳ ngon trong tầm giá để có thể cân mọi tựa game thì nên lựa chọn chiếc máy này. Còn nếu mà anh em nào mà thích về mặt ngoại hình nó phải hiện đại, cầm nó phải xịn sò cơ thì không nên chọn nhé, bởi vì thiết kế của nó thì hoàn toàn là bằng nhựa thôi. Nhưng mà nhựa thì nó sẽ có một cái tiện lợi hơn đó là cầm nó nhẹ nhàng đúng không nào? Vậy thì sau cái bài đánh giá nhận xét như thế này anh em có thêm những cái góp ý gì hay không thì có thể comment bình luận ở phía bên dưới video cho mình nhé. Đó. Mình sẽ trải nghiệm thêm cũng như là có một cái video test game ở trên chiếc Redmi Note 12 Turbo này. Anh em hãy cùng ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.